Tác phẩm Những người lữ hành trên đường hy vọng. Tác giả Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Lời mở. Con thân yêu, trên đường hy vọng, xưa nay có nhiều người lữ hành, thuộc mọi giai cấp, mọi lứa tuổi, đủ mọi màu da, mọi thời đại. Người đi trước con, người đang sát cánh con. Mỗi cuộc đời là một huyền nhiệm, muôn nghìn nỗi gian truân thử thách, ức triệu lòng dũng cảm kiên cường, trước gieo trong nước mắt, sau gặt trong hân hoan. Lắm lúc cha chùn bước nản lòng, nhưng nhìn gương họ, nghe tiếng họ, tâm hồn cha lại phấn khởi tươi vui, và vẫn bước bên những bạn đường yêu quý. Trong niềm yêu thương chan chứa, cha thuật lại cho con bước đường của một số người lữ hành. Cha đã biết và còn nhớ được những người cha yêu quý nhất. Cuộc đời họ đã in đậm nét vào quả tim cha. Hãy nghe tiếng họ thúc giục con, hãy nhìn gương họ soi sáng con, rồi ngày ngày con sống và làm cho người khác thích như con. Sống cầu nguyện, sống cần lao, sống phó thác, sống dồi dào nội tâm, sống hiện tại, sống thanh bần. Có thánh thể, có thiên đàng trong con. Tình yêu Chúa chẳng phai mòn. Ở đâu có Chúa, không còn thiếu chi. Ai dũng cảm, hãy bước đi. Giờ đây ta hãy thực thi tin mừng, tiến lên thanh thoát hân hoan. Dưới chân thánh giá Chúa đang đợi chờ, Chúa trong con đó mỗi giờ. Đây là nơi con dành cho bạn tình. Này người lữ hành hôm nay thân mến, nơi đây không cống hiến cho bạn những lời khuyên lơn răng bạo, cũng không thay con suy ngẫm, nhưng đây là những kinh nghiệm sống của các bậc thánh, của các người thánh, những người lữ hành trên đường hy vọng. Họ có thật và họ sống thật. Mong con hãy bình tâm suy niệm để rút ra tia sáng soi chiếu bước chân đi.